Chào mừng quý vị đến với kênh Nội thất Giáo Kho. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá về sự kết hợp hoàn hảo giữa giường và sofa thông minh, một giải pháp tuyệt ích cho không gian sống của bạn, đến từ thương hiệu uy tín Adora. Với thiết kế thông minh, chiếc giường sofa Adora không chỉ là một bộ sofa thoải mái, mà còn là một chiếc giường êm ái cho giấc ngủ của bạn. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi từ chế độ sofa sang chế độ giường chỉ trong vài bước đơn giản. Đặc biệt với khả năng gấp gọn linh hoạt, chiếc giường sofa Adora là một lựa chọn hoàn hảo cho các căn phòng nhỏ, căn hộ chật hẹp hoặc là phòng trọ sinh viên. Sản phẩm này không chỉ tiết kiệm không gian mà còn mang lại sự tiện ích và thoải mái cho không gian sống của bạn. Với mức giá dao động từ 1.950.000 đến 8.500.000, quý vị có thể sở hữu ngay một chiếc giường sofa thông minh của thương hiệu Adora cho căn phòng của mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu sản phẩm này tại website chính thức của chúng tôi, Nội thất Giáo Kho .com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những video mới nhất từ kênh Nội thất Giáo Kho. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.